Xin chào các bác và các anh em. Em thì cũng có một chút hiểu biết về vang số, cho nên là thỉnh thoảng cũng có các bác anh em gửi vang số đến để cho em căn chỉnh. Thì hôm vừa rồi thì em cũng nhận được hai chiếc vang số, thì có một chiếc là của hãng BT Audio, modem của nó là X8. Đấy, như các bác nhìn thấy, đây là một chiếc vang số là hàng mới chính hãng. Thì em cũng đã căn chỉnh chiếc vang số này xong. Và khi mà có những chiếc vang số mà nó lạ mà em chưa làm clip để gửi tới các anh em, thì em cũng làm một đoạn clip ngắn để mà chia sẻ tới các anh em về cái phương pháp căn chỉnh những cái dòng vang số mà em đã làm. Và một chiếc vang số nữa của một bác vang cũng gửi cho em, thì chiếc vang số này thì nó chỉ có tên là DSB Effect thôi, nó không có cái số má hay là cái ký hiệu gì cả. Nhưng mà chiếc vang số này thì về cái cách căn chỉnh nó cũng có một cái mà nó hơi khác biệt, thì tới đây em sẽ có một video clip chia sẻ tới các bác anh em về cái phương pháp căn chỉnh chiếc vang số này, để cho các bác anh em mà đang sử dụng cái dòng vang số này thì có thể là nắm được về cái phương pháp căn chỉnh để có thể là tự mình căn chỉnh cho những cái chiếc vang số mà các bác đang dùng thông qua cái việc mà em đã căn chỉnh thì em chia sẻ tới các bác anh em. Và bây giờ thì em mời các anh em vào phần máy tính để em chia sẻ tới các bác anh em về phương pháp căn chỉnh chiếc vang số X8 này, và cũng đồng thời chia sẻ với các anh em một cái cấu hình trên chiếc vang số X8 này. Trước khi chia sẻ tới các bác anh em một cái cấu hình mang chất phổ thông để các bác anh em có thể là nắm được các cái thông số mà em đã căn chỉnh trên chiếc vang số X8 này, thì em cũng thử các cái cấu hình mà em đã làm ở trên chiếc vang số X8 này cho bác khách bác nắm được. Thì em đã làm là 6 cấu hình trên chiếc vang số X8 này, trong đó có cấu hình sáng tiếng dành cho cái bộ dàn sáng tiếng, tối tiếng dành cho bộ dàn tối tiếng, cấu hình nịnh giọng để cho có những cái người mà có cái giọng hát không tốt có thể là sử dụng cấu hình nịnh giọng, và một cấu hình revert. Thì em cố gắng là trên các cái vang số em bán ra cũng như là các vang số mà cài đặt lại cho các bác anh em, thì em cũng cố gắng làm một cấu hình revert để cho các bác anh em có thể là những người nào có giọng hát tốt thì có thể là hát cấu hình revert. Thì trong cái xu thế bây giờ thì những cái chiếc vang số hay và cài đặt tốt thì một cái cấu hình revert cũng có thể là rất là dễ hát. Và một chế độ gem mix nữa để cho các bác anh em có thể là khi mà hát những bài hát gem mix hoặc là những cái bài hát sôi động có thể là sử dụng cái cấu hình gem mix này. Thì ở cấu hình gem mix này thì nó cái phần mix và phần effect thì nó mang tính chất của cấu hình nịnh giọng, và nó chỉ khác là ở cái phần nhạc. Thì ở phần nhạc thì em có làm cái phần bass nó nhiều hơn một chút và giảm bớt về cái phần trung và cái phần âm check để khi mở lớn thì nó dễ nghe hơn. Và một cái cấu hình nữa là thừa bass thiếu check. Thì ở cái cấu hình thừa bát thiếu check này thì em cũng được biết rằng là có những cái bộ dàn bát rất nhiều dội âm bát, thừa âm bát nhưng lại thiếu âm check, cho nên là em làm một cái cấu hình là thừa bát thiếu check để mà những cái bộ dàn mà về cái tính chất của cái bộ dàn nó không được đồng đều về ba dải, có thể là bát quá nhiều nhưng lại thiếu check, có thể là sử dụng cái cấu hình thừa bát thiếu check. Thì ở cái cấu hình thừa bát thiếu check này thì ở cái phần nhạc thì cũng giảm về phần âm bát và tăng âm check, và ở trong cái phần 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 mix và phần effect thì sử dụng cơ bản trên cái cấu hình tối tiếng, tức là một cấu hình mà dành cho những cái đuôi loa mà cái chất âm nó không được sáng. Thì bây giờ em sẽ alo từng cấu hình để cho bác ấy nắm được. Đây là cấu hình sáng tiếng. Thì ở cấu hình sáng tiếng này thì cái phần effect tổng thì em cũng đưa lên là giá trị 35. Thì em cũng đã chia sẻ nhiều với các anh em về cái effect tổng này. Nếu chúng ta đặt một cái vị trí mà nó phù hợp thì về cái chất âm tổng thể nó sẽ hay. Còn khi mà các bác và anh em sử dụng thì các bác anh em có thể là tăng hay giảm một cái tỷ lệ, một cái con số mà nó vừa phải. Em cố gắng làm sao căn một cái con số, một cái thông số ở phần effect mà nó mang chất là tương đối chuẩn để cho các bác anh em dễ sử dụng. Còn khi các bác anh em mà có can thiệp vào cái phần effect tổng này thì các bác và anh em có thể là xê dịch ít thôi. Không nên xê dịch quá nhiều, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất âm của trong cái phần mix và phần effect. Và bây giờ em sẽ alo ở trên mic để cho bác này bác nghe được cái cấu hình sáng tiếng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp đến là cấu hình tối tiếng thì cái chất âm mic là nó sáng hơn. Và phần nhạc thì nó cũng bớt đi cái phần bass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và cấu hình nịnh giọng thì ở trong cái phần effect, trong đó có phần echo revert, thì em có nâng về cả cái tỷ lệ echo revert cũng như các thông số khác để nó có một cấu hình mà cho nhiều người dễ hát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
và một cấu hình nữa là cấu hình xì vợt, để cho các bác và anh em có cái chất giọng tốt có thể hát cái cấu hình xì vợt này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và một cái cấu hình jam mic thì nó có khác là ở trong cái phần music thì nó có khác ở cái phần đấm bát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và một cái cấu hình là thừa bát thiếu chép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ với các bác một cái cấu hình sáng tiếng, tức là một cái cấu hình nó mang chất là phổ thông trong các cái bộ dàn karaoke bây giờ. Thì thường thường bây giờ là các bác hay sử dụng là loa full tép kèn, cho nên đối với tính chất loa full tép kèn thì cái chất âm của phần mic cũng như là cái phần nhạc là nó cũng tương đối sáng. Thì cơ bản nhất là sẽ tập trung vào cái phần mic, phần effect và cái phần main. Thì ở trên chiếc vang số này thì nó đang chạy một cái phần mềm có cái giao diện là bằng tiếng Trung. Đây như các bác anh em nhìn thấy là giao diện bằng tiếng Trung. Và nó về phần giao diện phần mềm thì nó cũng y xì như là dòng X5, X3, X5, X6, X7, X10. Nhưng chỉ có một điều là nó khác là nó hoàn toàn dùng bằng tiếng Trung. Đây là cái phần mềm bằng tiếng Trung. Còn các cái chức năng menu cũng như các cái thông số đều giống như là X3, X5, X7, X10. Thì ở trong cái phần mic thì trên chiếc vang số này thì ở cấu hình này thì em cũng không can thiệp nhiều ở trong cái giải quay dư của cái phần mic. Thì các bác anh em có thể là tham khảo các cái thông số ở đây. Chỉ có 3-4 điểm em can thiệp thôi. Trong đó có một cái điểm ở cái giải trung trầm, một cái điểm ở giải trung, một cái điểm ở cái giải check, hai điểm ở giải check. Thì ở cái phần mic này thì em trên chiếc vang số này thì em cảm nhận được về cái chất âm mic của chiếc vang số này nó cũng khá là đồng đều. Thế cho nên rằng là em không căn chỉnh nhiều trên giải quay dơ. Cắt tần số thấp thì đang cắt ở giá trị là 59, 59, 60. Và có sử dụng cái chế độ limit. Thì ở chế độ limit này thì về cái giá trị dBu này đang giảm đi một âm 1 dBu. Và cái Aztec này là 45 mili giây, cái Zelit này là nhân 8. Và cái tỷ lệ là 4.4. Cái Zelit là nhân 8. Sử dụng chức năng chống hú là 2. Sang cái phần effect thì ở phần effect này thì các bác anh em có thể là tham khảo cái cấu hình này. Thì trong cái tỷ lệ e cho revert thì phía trên này là cái âm lượng của phần e cho để 100%. Cái tỷ lệ giữa cái âm thanh thô mộc và âm thanh có hiệu e cho đang để 39%. Cắt tần số thấp của e cho là 123 Hz, cắt tần số cao của e cho là 7700. Và capella delay đang 10 mili giây, e cho delay là 220. Cái GPIT là đang 57%. Và đây nó là thay đổi về cái độ trễ của kênh giờ so với kênh lờ thì đang để giá trị là 0%. Thì em chia sẻ luôn với các bác anh em tùy theo từng chiếc vang số, nhưng mà ở cái phần mà thay đổi về cái độ trễ giữa kênh giờ và kênh lờ thì các bác có lẽ rằng là nên để cân bằng thì hay hơn. Còn tùy từng chiếc vang số có thể là thay đổi đi một chút nhỏ thôi, có thể là 1% thôi thì có lẽ rằng hiệu quả hơn. Còn khi chúng ta thay đổi nhiều thì cái âm sắc của cái phần hiệu ứng e cho nó thiếu đi cái sự rõ ràng, sự rõ ràng mượt mà. Đây là phần revert thì ở trên revert level, tức là độ lớn của phần revert đang để 31%. Cái tỷ lệ giữa cái âm thanh thô mộc và âm thanh có hiệu ứng revert đang để 19%. Cắt tần số cao, cắt tần số thấp là 143 Hz, cắt tần số cao là 10.500 Hz. Và cái PDL delay ở trong phần revert đang để 10 mili giây. Và cái revert 2 là đang để là 2562,5 mili giây. Đây là các cái thông số mà có lẽ rằng các anh em áp dụng các cái thông số này của em thì có thể là cũng tương đối ở trong cái một cái cấu hình phổ thông dành cho cái bộ dàn karaoke mà chất âm là nó sáng. Tiếp đến ở cái phần main. Ở phần main thì trong giải quay dơ thì em cũng chỉ có thay đổi có 3-4 vị trí thôi. Thì các anh em có thể là tham khảo các cái thông số ở đây. Và cái tỷ lệ trong cái phần music, phần mic, phần air cho, phần revert thì tùy theo từng cấu hình thì em sẽ thay đổi về cái độ lớn của cái hiệu ứng air cho ở trên hai cổng RL và độ lớn của hiệu ứng revert trên hai cổng RL. Theo từng cấu hình thì em sẽ thay đổi các cái thông số ở đây.
không nhất thiết là chúng ta cứ phải áp 100% các cái thông số này cho các cấu hình khác nhau, mà tùy theo từng cấu hình thì chúng ta có thể thay đổi một chút về các cái thông số ở trong cái hiệu nghĩa cho dị vật. Còn cái phần mic và phần music thì có lẽ giữ nguyên, chủ yếu sẽ thay đổi cái tỷ lệ e cho dị vật. Và cái tỷ lệ e cho dị vật này nó rất quan trọng khi mà như vậy là các anh em có thể là đặt một giá trị thích hợp, hoặc khi ta thay đổi ở đây thì nó cũng liên quan đến khi chúng ta thay đổi về cái beta delay, cũng như là về cái beta delay và về cái e cho delay, rồi cái gbit này nó thay đổi theo từng cấu hình thì ở cái phần main thì cái tỷ lệ này nó cũng thay đổi theo. Thì đây nó cũng là một cái cấu hình phổ thông mà các anh em có thể là tham khảo và thông qua các thông số mà em đã đặt các giá trị về tần số, giá trị về biên độ và cái giá trị Q ở đây. Thì các bác anh em có thể là tham khảo. Đây là giá trị Q, đây là giá trị tần số và phía trên này là giá trị biên độ. Thì các bác và anh em có thể là tham khảo về cái phần main. Và trong phần main thì cũng có sử dụng cái chức năng compressor. Thì đang để là 12 dBu và 45 mili-giây ở phần Atec và Zelit là nhân 8 và tỷ lệ là 4.4. Thì đây nó cũng là một cái cấu hình mà nó mang chất phổ thông để cho các anh em có thể là sử dụng ở trên một cái bộ dàn mà có chất âm là sáng tiếng. Thế còn còn ở trên chiếc số này thì em đã làm 6 cấu hình và cũng vừa thử nghiệm 6 cấu hình mà em vừa làm cho bác này, thì các bác anh em có thể là nghe được cái chất âm của từng cấu hình nó như thế nào. Thì qua clip này thì em muốn gửi tới các anh em mà đang sử dụng cái dòng vang số X8 như của bác này thì có thể là tham khảo cái cấu hình này để có thể là tự mình căn chỉnh cho cái chiếc vang số X8 này nó được tốt hơn. Và bây giờ thì em xin tạm biệt các bác và anh em. Hẹn các bác anh em trong những video clip tiếp theo. Và các bác có nhu cầu mua vang số thì hãy liên hệ với em để có thể là có những chiếc vang số mà được căn chỉnh một cách mà nó tương đối phù hợp với thiết bị cũng như sở thích và không gian của các bác và anh em.